Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 2022. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 228. Ngày nào những đức cũng chia sẻ hai bài học tập, vừa nhắc mình và nhắc những người hữu duyên. Mỗi một người chúng ta phải nhớ rằng là tu hành là chuyện của chính mình. Việc này không làm giả được quý vị. Đã biết được pháp môn tịnh độ là thù thắng, vậy thì mình phải siêng năng. Việc này không ai làm giùm cho mình được hết. Dù mình được bao nhiêu người thương yêu giúp đỡ cỡ nào đi chăng, nhưng việc tu hành vẫn là việc của chính mình. Giống như cái việc ăn thì không ai ăn giùm cho mình. Đâu có cái nguyên lý mà người ta ăn giùm cho mình mà mình no quý vị. Không có. Mình ăn thì mình no mà người ta ăn người ta no. Mình tu thì mình lợi mà người ta tu người ta lợi ích. Nên mỗi một người chúng ta phải gầy dựng cái tâm tu khi mình còn sống này nè. Mình còn sống. Thời thế kiếp nạn nó cứ thường xoay chuyển. Cái lúc mà dịch bệnh kiếp nạn đến thì mạng người nó rẻ lắm. Rất rẻ. Lúc bình thường thì giữa người thân gia đình nó có một cái mối quan hệ thân thiết vô cùng. Nhưng khi kiếp nạn xảy đến thì mạng ai nấy lo, mạng ai nấy giữ. Chúng ta ở một cái nơi mà có tu hành, có được nhân duyên, những người tin sâu nhân quả thì đỡ. Chứ nếu như mình ở chung với những người mà người ta không học Phật, người ta không tin sâu nhân quả, thì khi kiếp nạn đến, chúng ta cũng không được sự giúp đỡ. Nên chỗ nhận thức mà mỗi một con người chúng ta là lúc mình còn sống nè, lúc còn sống mình phải cố gắng, mình tu, cố gắng tu tạo phước duyên. Dù là mình có tâm giúp người, có tâm lợi ích cho người, nhưng mình phải có cái tâm dụng công tu, siêng tu. Tại vì như câu chúng ta vừa nói ở đây, không ai ăn giùm cho mình cả. Mình phải tự ăn, người ta cũng phải tự ăn. Mình phải tự tu, người ta phải tự tu. Nên người xưa nói rằng tu hành là việc làm của cá nhân. Việc này phải làm thiệt, không giả được. Phải nhớ. Bây giờ những đứa có nói với vị hay cỡ nào, nhưng nếu như những đứa không cố gắng tu thì sao được. Thí dụ như bây giờ những đứa có nói hay với vị cỡ nào như, nhưng nếu như mà những đứa không có cùng tu với vị thì việc này bằng không. Giống như những đứa rủ vị về lễ của Tấu Quán Thế Âm, từ khi những đức già yếu không làm được. Chứ nếu như những đức mà không lễ chung thì quý vị lễ vì được lợi ích, những đức lễ thì những đức lợi ích. Nó nói ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, như vậy. Ở bên Bảo Tháp Thiên Phật hồi tối, những đức tổ chức sinh hoạt có nhiều bà cụ lớn tuổi, như có bà cụ 90 tuổi, bà lễ 1.500 danh hiệu Bồ Tháp Quán Thế Âm.
sống rất là đơn thường, bình dị vô cùng, 90 tuổi. Bà nhảy múa vui, thiệt là vui. Hỏi mấy câu, bà cụ niệm Phật là muốn đi đâu? Bà nói đi về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ con cái đến rước bà có về không? Không. Vậy thì ai rước bà đi về? Phật A Di Đà rước đi về. Không biết cái gì nhiều, chỉ biết có niệm ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Chỉ có niệm ai với Đà Phật mà rất nhiều cụ già như Đức lo. Có khi mấy vị biết rằng là múc mũi cơm bỏ vào miệng ăn nhai, vừa ngưng cái ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Đút mũi cơm vào miệng ăn, ăn thì bắt đầu là miệng niệm không được thì trong tâm niệm, vừa ngưng cái miệng nhai cái là ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Đây là xác thực 100% luôn đó quý vị. Giống như tập cái thói quen với các cụ để đến cái mức mà buông ra cái niệm Phật. Tập thói quen đến cái mức mà các cụ bây giờ không biết nương vào đâu, chỉ có biết nương ai với Đạo Phật à. Chân thật niệm Phật nương ai với Đạo Phật thôi. Nhà Đức nhìn các cụ mà nhà Đức thấy thiệt tình mừng cho các cụ. Tại các cụ được cái nhân duyên rèn luyện này, qua cái đời của mình cũng không biết có ai rèn luyện các cụ gì hay không. Thí dụ bây giờ những Đức lo các cụ đi, những Đức gầy dựng các cụ mạnh lắm, nhưng có khi người ta không hiểu, người ta nói nào là mình lo cho các cụ mà thuốc men được không cho bố uống hay nọ. Nhưng mà nhờ những Đức rèn luyện bà mà khi cặn tử nghiệp bà lại có kết quả. Bà dám mạnh dạn đứng ra lo cho các cụ. Khi yếu một cái là quyết tâm niệm Phật cho các cụ. Đây là tâm nguyện của các cụ. Những Đức nuôi người già bao nhiêu lần, khi gặp những trường hợp con vào định đưa cụ về nhà, những Đức đều rất mạnh dạn đứng ra để giải quyết vấn đề giùm cho các cụ. Vì những Đức đặt mình vào các cụ già, những Đức nghĩ rằng các cụ già còn sống, các cụ có một cái tâm nguyện mạnh mẽ vô cùng. Đó là khi cuối cuộc đời được niệm Phật hộ niệm đưa tiễn đi về với Phật. Bây giờ đến lúc các cụ bệnh đau yếu, các cụ không chống trả được, mình phải cố gắng hết lòng mình đứng ra mình lo cho các cụ. Mạnh dạn đứng ra lo cho các cụ. Mà trong thời gian những Đức nuôi người già, còn có những người mà khi những Đức lo cho các cụ họ còn nói này nói nọ nói kia, nhưng những Đức vẫn quyết tâm lo cho các cụ. Tại vì sao? Tại vì mình thấy rằng một đời có người đi qua, biết niệm Phật mà không được sự giúp đỡ nhiệt tình thì uổng quá. Luôn một đời rất là uổng. Nên nhiều năm nay những Đức lo cho các cụ già, những Đức có tâm huyết. Và thường nhắc tất cả các anh em trong chùa phải cố gắng có tâm huyết để nuôi các cụ già. Khổ lắm quý vị à. Tới tuổi già rồi cuộc đời có người, giống như người ta đặt đâu ngồi đó. Nuôi nhiều người già thấy rõ ràng, lúc còn khỏe thì chạy nhảy tung tăng, lúc già rồi thì thấy cuộc đời của mình giống như bị người ta sắp đặt hết chứ. Nên mình còn trẻ, mình phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật để Phật A Di Đà sắp đặt cho mình. Chỉ có niệm Phật mới cảm được bổn nguyện, chân thật niệm Phật mới cảm được bổn nguyện. Phải dùng cái miệng này siêng năng niệm Phật, dùng lỗ tai này thường nghe có vật hiệu. Những Đức không có một cái gì đặc biệt, chỉ có đúng một cái là rất thích niệm Phật mà nghe có vật hiệu. Nơi những Đức ở là những Đức thích niệm Phật lớn tiếng, nhiều người được nghe và bản thân mình được nghe. Và theo lề đường của xung quanh chùa, những Đức đều thích bắt niệm Phật cho kẻ đi qua người đi lại được nghe có vật hiệu. Vì chính bản thân những Đức đã thấy được sự lợi ích của pháp môn tịnh độ này quá đặc biệt. Hiện đời tu, hiện đời lợi ích, gầy dựng tín nguyện cuối đời giảng sanh.
Đã biết được lợi ích thì phải chăng thật tu, chứ đừng để cơn vô thường đến với mình để luôn qua đời, uổng lắm quý vị à. Đã biết đó là lợi ích thì mình phải làm chăng thật kia. Mình đã khuyên người ta làm thì mình phải chăng thật mà làm. Dù mình là phàm phu ai cũng còn sai, nhưng mình phải là người siêng năng chăng thật niệm Phật. Một câu vật hiệu đừng để luống qua, uổng lắm. Nên hàng Phật tử, những đức khuyên ở nhà dụng công tu hai thời sáng tối ổn định. Khi buổi sáng mình lên tu, có khi một mình tu, có khi nó cũng mỏi mệt buồn ngủ, nhớ lại lời này. Mình bây giờ còn khỏe vì sao mình không tu? Mình bây giờ mình niệm Phật thì một câu vật hiệu là mình được một câu vật hiệu. Khi cặn tử nghiệp của mình nhờ người ta niệm Phật hồi hướng cho mình, được ít lắm quý vị à. Ít lắm. Ít đến mức mà quá ít. Vậy thì bây giờ mình nghĩ lại, lúc mình còn sống này một câu Phật hiệu, mình niệm được một câu Phật hiệu, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội việc hà sa. Tại sao mình không chăng thật niệm Phật? Đợi gì nữa quý vị? Nên ở nhà hai thời sáng tối tu đừng có giải đãi. Khi ngồi mình tu, khi niệm Phật, giống như mình tha thiết mình niệm, như là dùng cái miệng niệm tha thiết. Buổi sáng mới ngủ thức dậy mà, cả đêm của mình là cơ thể này nó đang nghỉ ngơi. Khi thức dậy thì giống như mình khởi động lại. Nên cái miệng khi niệm Phật mình niệm làm sao mà nó phải giống như là âm điệu niệm thì mình gió theo câu Phật hiệu thì nó có chiếc máy phát âm, nhưng khi gió theo cái miệng phải niệm lên, niệm lên cho nó thật lên, để chi nó làm cho mình tỉnh, không bị hôn trầm. Còn khi lễ Phật buổi sáng mà thấy giống như hơi mỏi mệt thì lễ xá xuống cho nó có một cái cảm giác mạnh mẽ. Rồi khi mà mình lại xuống thì cái lại của mình giống như mạnh mẽ. Còn khi niệm theo thì niệm tuy là ra tiếng vừa vừa, nhưng mà cái miệng của mình phải niệm cho có sự mạnh mẽ, có lực. Rồi khi mà lễ xuống xong mình đứng lên, mình có sự mạnh mẽ đứng lên cho nhanh. Vậy nó làm cho sự hôn chậm của tâm trạng mình bị mất đi. Tu hết một thờ cái vẹo. Đã biết được niệm Phật là lợi ích lớn vô cùng thì chăng thật niệm, chăng thật mà niệm Phật, đừng có giải đãi, đừng có đợi người ta cho mình. Bây giờ mình cố gắng mình làm ra đi, khi mình còn khỏe này mình cố gắng mình làm đi, chứ đừng có đợi người ta cho mình. Rất là nhiều người dù là nghe được Phật pháp, chúng ta nói đây là nói cái người nghe Phật pháp, như vậy mà lúc mình còn sống này mình không chăng thật mình làm, có khi di chúc lại khi mình chết xong và làm đó, làm đó cho mình. Những đức thế, ủa tội nghiệp mình vô cùng với ta. Lúc mình còn sống gì sao mình không chăng thật mình làm những việc phước thiện, là do mình đang phát tâm, mình đang hướng thiện, mình đang làm tốt, mình đang chăng thật làm, mình làm mới được lợi ích thật sự của nó. Tại sao mình đi đợi khi mình chết rồi nhờ người ta làm giùm? Nên những đức thường khuyên các cụ già, cái việc mình đang còn sống mình chăng thật mình làm nè, bố thí cúng dường, tạo tượng đúc chuông, mình làm cái gì đó là chăng thật mình đang phát tâm làm nè, niệm niệm gì người mình chăng thật làm nè, chứ mình đừng có đợi khi mà mình chết rồi mình để y chút lại làm cái đó cái gì. 49 ngày sao, giống như hôm qua những đứa gặp một đứa con đến nói rằng con gỡ tiền chút đỉnh tiền cho thầy làm tượng Phật để hồi hướng cho ba con vừa mới mất. Thì mình sẽ làm tượng chắc chắn là mình làm, nhưng trong lòng mình nói rằng lúc còn sống chăng thật làm được thì quá đặc biệt. Giống như gỡ những cục đá trên vai bớt xuống đi, để đi cho nó thông dong tự tại, đi cho thông dong tự tại. Và như Đức nói với họ rằng trong 49 ngày này chăng thật ăn chay niệm Phật, gia đình nên tu hành. Thì người con nói rằng khi qua 49 ngày mẹ con vô chùa tu. Những đức nói trong 49 ngày khuyên bà nên vô chùa tu để hồi hướng cho ông, thù thắng nhất. Qua 49 ngày là giải quyết cái vấn đề sanh tử của một
con người chết đi trong 49 ngày. Nên trong 49 ngày là trong những ngày còn đang cầu cứa lừng chừng này, mình cố gắng mình tạo phước duyên cho họ để giúp đỡ họ vượt qua cái khó khăn, đi đến chỗ bình an. Rất nhiều người chúng ta khi mình chết rồi mình cảm thấy hối hận lắm quý vị. Tại sao lúc mình còn sống mình không làm gì phước thiện, bây giờ mình phải chịu sự khổ đau dằn vặt vô cùng, còn sống tạo bao nhiêu là nghiệp trước, không có tu tạo phước duyên, khi cuối cuộc đời thì khổ đau kêu chờ than đắc không ai nghe, tiền bạc vật chất nhiều vô cùng, cuối cùng toàn là cầm một đống nghiệp đi theo. Nên trong năm nay chùa của mình, những đức tổ chức rất là nhiều chương trình tu hành, như mùng 9 tháng 7 này những đức tổ chức chương trình người khiếm thị, nhiệt tình hết lòng mình làm chương trình này, cũng là nhiều người về niệm Phật, giúp cho nhiều người, người ta về người ta tặng tiền cho người mù, như đức còn động viên người ta. Mình không có kêu người ta đưa tiền cho mình động viên người ta cho tiền người mù. Họ đang cần, họ đang khổ quá quý vị. Đang khổ quá. Cái giúp họ đặc biệt nhất là họ về chùa mình, họ được nghe pháp môn Tịnh Độ. Trong số lượng bao nhiêu ngàn người này cũng có những người họ nhìn nhận cuộc đời khổ quá, họ nghe thế giới cực lạc an vui, họ cũng muốn sanh về thế giới cực lạc, mà họ chăng thật niệm Phật. Dù là họ chưa tiếp nhận nhưng họ vẫn gieo được cái duyên niệm Phật. Rồi chương trình người khiếm thị xong lấy quay, rồi tới ngày 16-17 là chương trình Du Lan. Hai ngày. Ngày 16 ngay ngày thứ bảy, ngày 17 ngay ngày chủ nhật. Hai ngày chương trình Du Lan khắp nơi nơi Phật tử về đây để tu học, làm tượng Phật, pháp thí này kia, người ta về chùa. Người đức thường khuyên người ta về chùa, đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, về tặng người thân dòng họ mình. Có khi chỉ một chiếc máy nghe pháp thôi, mà có khi người ta nghe mà chuyển hóa được cuộc đời người ta, quý vị. Lợi ích lớn vô cùng, đúng là rõ ràng. Pháp thí thắng mọi thí, ái diệt hết khổ đau. Mua hết khổ là phải nghe pháp. Vì nghe pháp nó mới cởi mở tâm tư. Nên như đức thường khuyến quý vị, những ngày chủ nhật cộng tu ở chùa mình là những ngày đặc biệt để tu phước tu duyên thù thắng. Ai với chùa, vì chùa mình người ta cũng vui vẻ hoan hỷ. Nói mà chỗ này thôi thì quý vị biết rằng là rất đặc biệt rồi. Cuộc đời có người mấy chục năm ngắn ngủi, đi qua một cái vèo. Bây giờ mình nghe được Phật pháp là quá mừng, quá quý. Mừng vô cùng khi mình được nghe Phật pháp mỗi ngày, nhắc nhở mình quy tâm quy nhất một câu Phật hiệu chân thật niệm. Chương trình Du Lan xong rồi lấy quay tới Giới Quan Âm Bồ Tát. 19 tháng 9 chúng ta Giới Quan Âm đợt này lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Cơ hội để chân thật tu hành, rủ người về tu, cùng nhau tu tạo phước duyên, cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, cầu nguyện cho toàn thế giới kiếp nạn quá giải. Đâu phải sức khỏe có hoài để mà hướng dẫn cùng tu với quý vị như vậy đâu. Làm được chăng thật làm. Nên như Đức nói rằng những gì mình làm được thì chăng thật làm đi. Đừng có đặt vấn đề cho nó mệt mỏi. Làm được việc thiện ngày hôm nay thì cứ làm đi. Làm được ngày hôm nay là mừng rồi. Nên làm đúng cương vị mình, nhiệt tình hết lòng làm đi. Nhưng cái việc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình là cái việc gây dựng tính nguyện niệm Phật. Nhất định việc này là việc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Nhớ nghe quý vị. Người ta có thể chia mình một miếng đồ ăn cho mình ăn. Lạnh người ta có thể đưa mình cái mền để đắp. Nóng người ta có thể cầm quạt quạt giùm mình miếng. Cái việc này cái bên ngoài,
Còn cái việc mà chúng ta sanh về cực lạc là cái việc này chính mình phải cố gắng tu. Thầy tu thầy đắc, mà trò tu trò đắc, không tu không đắc. Không có một cái tình cảm nào mà có thể giải quyết giùm cho mình cái vấn đề giải thoát của đời mình được cả. Chỉ bản thân mình là người tu mới được. Hàng Phật tử nhớ đó. Qua một cái chặng dịch bệnh là một cái sự nhận thức sâu sắc nhất của đời người. Chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ đi. Nếu như mình trong chặng dịch bệnh mà mình chết đi thì giải quyết xong vấn đề của chuyện mình. Giảng sanh hay đọa lạc. Nên lúc mà bình thường như vậy mình phải gầy dựng tích nguyện niệm Phật. Thường bình tĩnh không sợ chết. Gặp việc bệnh đau phải gầy dựng được chính mình. Khi thọ mạng chưa đến rèn mình một hai keo để tạo cho mình thành một định lực, một con người gan dạ. Để khi thọ mạng đến với mình, thật sự mình có sự vượt qua được. Đối với sự thăng tứ đại đã rờ, mình có một tâm lực định lực để mà mình vượt qua. Nhưng Đức nói với quý vị nghe, bây giờ quý vị lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì giống như có khi quý vị lễ mà quý vị muốn chết tại chỗ. Nó mệt đến mức mà nó muốn say sẩm bọc mài mà chết tại chỗ. Vì quý vị dặn lễ hết 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đây cũng là một cách mà tạo cho quý vị một nguồn định lực cực kỳ mạnh khi cận tử nghiệp quý vị. Mà khi quý vị tu được như vậy rồi, tự nhiên mình thấy cái thời tu mà mấy chục phút mình thấy bình thường, thấy nhẹ quá, không có giải đãi. Tại vì mình biết được rằng cái chuyện tu là tu cho cá nhân mình, mà tại sao mình giải đãi được. Nên hàng Phật tử ở nhà tuyệt đối không có bỏ được hai thời công phu. Phải siêng năng niệm Phật, đeo máy niệm Phật, bấm số niệm Phật thường ngày. Không có được giải đãi. Giải đãi là mình khổ lắm quý vị à. Dù biết rằng có vật hiệu là thù thắng, nhưng mình phải niệm kìa. Ai với Đà Phật. Mình phải niệm kìa. Chứ không có ai niệm giùm mình được cả. Người ta chỉ là hộ niệm giúp đỡ mình. Còn bản thân mình phải niệm kìa quý vị ơi. Phải siêng năng niệm Phật kìa. Các cụ già trong chùa ơi, các cụ cố gắng niệm Phật. Đừng có đợi tới cặn tử nghiệp mình khờ ngơ ngơ ngó ngáo, nằm im điềm. Người ta lặn bề nào cũng được. Nhìn cái cảnh tình đó thì nhất định mỗi người chúng ta sẽ siêng năng niệm Phật vô cùng, siêng năng tu tạo phước duyên vô cùng. Vì sao? Vì đợi tới ngày đó nằm ngơ ngáo như vậy, nằm im điềm như vậy, người ta muốn lặn đâu lặn sao. Một con người lúc còn sống chúng ta hung dữ bạo ngược, nhưng khi chúng ta chết rồi quý vị coi, phải nhờ người khác tắm cho mình, nằm chơi chọi như vậy. Dù là danh tiếng lẫy lừng, dù là tiền bạc có nhiều cỡ nào, nhưng cuộc đời con người có ai tránh được cái vô thường là cái chết đâu quý vị. Mình nghe Phật pháp mình nên nhận thức một đời người, để bản thân mỗi người chúng ta biết tạo cái gì cần nên làm nhiệt tình nhất trong cuộc đời này, đó là niệm Phật, tu tạo phước duyên, nhiệt tình đủ duyên, hết lòng mà làm. Hết lòng mà làm những cái cương vị tốt đẹp cuộc đời, nhiệt tình mà làm. Không có thể nào để lỡ qua được cuộc đời. Khi có cơ duyên tu được phước duyên, đừng để lỡ qua. Nhớ, đừng để lỡ qua những cơ hội tu tạo phước duyên quý vị à. Đây là việc cực kỳ quan trọng, chân thật phải làm. Đợi đến khi chết rồi người ta hồi hướng cho mình hả quý vị. Mình chỉ cần niệm một câu A với Đà Phật thôi, của bản thân mình thôi, còn hơn là hàng ngàn hàng vạn người niệm có Phật hiệu cho mình. Tại vì chính bản thân mình niệm là lợi ích nhất, còn cái chuyện người ta niệm là người ta được lợi ích. Giống như cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng quý vị. Chứ có ai tu dùm cho ai được đâu. Nó chỉ là gầy dựng được cái phước duyên một chút. Khi thường ngày mình tạo phước duyên, bây giờ đến lúc cuối đời phước duyên người ta gầy dựng tạo ngay mình. Phước duyên thôi. Còn cái việc đại công đại đức là chính bản thân mình lúc còn sống phải niệm. Nên nghe như vậy rồi mỗi người nên siêng năng chân thật mà niệm Phật. Đừng giải đãi. Đừng để lỡ qua cuộc đời của người mình có cơ hội mà chính bản thân mình là người chân thật phát tâm tu tạo phước duyên.
Nhưng Đức nhìn Đại Lão Hòa Thượng Ngài giảng sanh trong cái thời điểm bên đó chắc đang còn dịch, mình nhìn mình thấy cả đời có người quanh quanh liệt liệt, tiếng tăm nổi tiếng khắp nơi trên toàn thế giới. Cuộc đời có người ai rồi cuối cùng cũng phải ra đi thôi. Dù bao nhiêu sự thương tiếc, nhưng cái chết đến thì phải đến thôi quý vị. Không có ai mà tránh khỏi cái chết bao giờ. Nên lúc mình còn sống, mình sống hiền hậu, có đạo đức, tu tạo phước duyên, nhiệt tình niệm niệm vì người. Muốn niệm niệm vì người thì mình phải chân thật niệm Phật, phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật giảng sanh kìa. Còn nếu như mình niệm niệm vì người mà mình nặng nề, mình phiền não mà nói niệm niệm vì người thì cái việc này thật sự mà nói nó không có lợi ích gì hết. Cái này tạo thêm cái nghiệp chướng trong cuộc đời mình. Bây giờ Nhà Đức lo cho đại chúng trong chùa đông như vậy, Nhà Đức cứ thường nhắc mình rằng mình cứ nhiệt tình hết lòng. Chứ bây giờ mà mình mỗi ngày lo âu nặng nề sanh phiền não, đến khi mày chết rồi dù mày có cái tâm gì nó cũng đâu có giảng sanh. Mà chỉ có niệm Phật mới giảng sanh thôi à. Bây giờ con cháu người thân trở ngại cỡ nào mình đi chăng nữa, mình cũng phải cố gắng để mà vượt qua cho nó qua. Tại vì cái chuyện đó là cái câu thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Mình phải siêng năng niệm Phật, mình phải hoan hỷ trả nợ, hoan hỷ trả nợ rồi siêng năng niệm Phật, rồi quyết tâm đời này phải sanh cực lạc. Mà quyết tâm gì cực lạc là làm cái gì? Niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật nhớ thế giới cực lạc, niệm A Di Đà Phật nhớ thế giới cực lạc. Niệm A Di Đà Phật nhớ thế giới cực lạc, đó là niềm vui sung sướng nhất của cuộc đời của mình. Mỗi ngày nhớ thế giới cực lạc. Giống như quý vị, cái cảm giác mình nhớ cái chỗ đẹp, cái chỗ thích thú, cái chỗ đặc biệt mình nhớ thì mình cũng cảm thấy vui rồi. Không chỉ mình nhớ một cái quốc độ cùng cực an lạc, mà nhớ thế giới cực lạc là niệm A Di Đà Phật. Vì cuối cuộc đời chúng ta Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Quý vị có tạo bao nhiêu cái nhân duyên lớn cỡ nào mà không niệm Phật thì không được giảng sanh. Tại vì bổn nguyện Di Đà là niệm danh hiệu ngài, ngài tiếp dẫn. Như vậy thì mỗi người nên gây dựng tín nguyện, tín tâm niệm A Di Đà Phật cho tới cùng. Nhớ. Còn những cái việc tu tạo phước duyên đó là cái chuyện làm mà mình đủ duyên thì mình chân thật mình làm, mình có điều kiện thì mình chân thật mình làm. Quý vị coi, bây giờ chúng ta ở thế gian, bây giờ chúng ta chỉ biết gom góp kiếm tiền đem vào, chứ có bao giờ có ai mà đưa lên những tư tưởng cho mình tu tạo phước duyên. Phần nhiều điều là chùa chiền, nhiều quý thầy có những tư tưởng làm việc này việc nọ, mình hàng Phật tử mới có cơ hội để mình tu tạo phước duyên. Đây là cơ hội thật sự để mà mình làm xác thực có lợi ích trong cuộc đời. Nên chân thật làm quý vị. Như cái năm nay là cái năm mà những đức sẽ tổ chức rất nhiều chương trình cho đại chúng tu hành. Trong lòng của mình nghĩ nhiều người già nhờ từ niềm vui mà các cụ siêng năng niệm Phật. Nên cả chương trình trung thu những năm nay những đức cũng tổ chức cho các cụ tuổi già được chơi đàn trung thu, niệm Phật chơi đàn trung thu. Cuộc đời của nhiều người già có khi người ta chưa từng được một lần vui chơi hồn nhiên của cuộc đời. Nhà Đức tổ chức bao nhiêu lần chương trình cho người già chơi. Có nhiều người già từ miền ngoài vô, họ nói rằng cả đời họ chưa bao giờ có được vui gì đâu thầy. Mình nghe nói cái xúc động vô cùng, nên bây giờ mình muốn mình tổ chức cái gì cho người già được chơi vui. Nhiều người người ta nói rằng trung thu chỉ dành cho trẻ em. Bây giờ Nhà Đức tổ chức trung thu cho người già và trẻ em luôn. Trẻ em cũng được mà người già cũng được. Trẻ em cũng chơi đàn trung thu mà người già cũng chơi đàn trung thu. Trẻ em cũng cùng nhảy múa, các cụ già cũng cùng nhảy múa. Năm nay đủ nhân viên Nhà Đức sẽ tổ chức trung thu, tổ chức từng nhóm cho các cụ già được nhảy múa ngoài sân, cầm đàn trung thu tung tăng vui vẻ, nhảy múa như trẻ em, cho người già có được cơ hội của tuổi già, họ được vui chơi. Tại sao nhiều người già chùa mình khỏe? Vì vui mà ra. Nên những đức thường khuyên miệng nở nụ cười, gặp người chào hỏi. Đây là duyên là phước.
chăng thật làm. Mỗi một người Phật tử khắp nơi nơi và người trong chùa nghe công đoạn này, cố gắng nhớ, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, thầy tu thầy đắc, trò tu trò đắc. Không có ai tu giùm cho ai, mà cũng không có ai tạo nghiệp để vứt cho ai cả. Mà mình tạo nghiệp thì mình chịu, mình tạo phước thì mình hưởng. Từ nơi đó mọi người nên chân thật, có được cơ hội tu tạo phước duyên, mình mừng lắm rồi. Quý vị cố gắng, cả đời chúng ta siêng năng niệm Phật, nhớ thế giới cực lạc. Khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.